Chị kỳ vậy nha, thầy mà bế Sumi đi múa võ rồi ai múa văn nghệ cho chương của Sumi bây giờ? Đi đâu mặc áo dài hồng ghê vậy? Chị thấy tròn lợn người đi múa. Sumi nói là mẹ Trang mừng hụt à, tưởng ai đâu hốt được Sumi nhà mình rồi chứ. Nhắc tới cái chuyện đi thi múa mà Trang muốn độn thổ với em Sumi nhà mình. Ai đời được cử vào đội múa của trường mà không có cho mẹ nghe, đùng một cái về nhà nói mẹ ơi ngày mai con thi múa. Lúc đó Trang còn tưởng là em giỡn cái nết của con, ai mà dám nhận vào đội múa mới lạ. Nhớ lần trước nhà trường diễn văn nghệ 20 tháng 11, công sức cô giáo tập múa cho ná thở, cuối cùng lên thấy cái áo tứ thân hai dây, em nói hở nách con hổng mặc đâu rồi sao. Tiếp mục đó cuối cùng em Sumi đâu có lên múa đâu, làm cả đội hình múa nháo nhào cả lên quê dễ sợ. Tưởng đâu cô chừa rồi không dám đề cử em vào đội múa, ai ngờ lần này vào đội múa thiệt luôn. Nhìn cô giáo hướng dẫn cho Sumi mình múa kia cưng quá đi à. Ở mà khoan, hôm nay chị hai nhà mình làm gì mà mặc áo võ vậy nè? Chị hai được thầy mời đi tham dự múa võ đó mẹ. Ôi rồi, kiểu này hai chị em nhà Su được lên sân khấu luôn đó nha. Mới đầu mẹ cứ tưởng là có mình đội múa của Sumi với Suti thôi, ai ngờ quá trời đội múa của các trường khác nhau về đây tham dự cuộc thi luôn nè, mà ai cũng nhận ra Su hết trơn. Xem mọi người tới nận má Su mà Su sợ quá núp vào người ba luôn kìa. Chưa hết đâu nha, còn có các anh chị xin chụp hình chung với hai chị Su nhà mình nữa chứ. Eo ơi, Su không nghĩ là được cả nhà mình yêu quý dữ vậy đâu quá nha. Đi đâu mà ai cũng nhận ra Su thế này thì có mà giữ cái nết nha Su. Sơ hở một cái là ta nói bị chọc liền à nha. Ủa thầy bế Su đi đâu vậy thầy? Hú hồn, cứ tưởng thầy bắt Sumi thay đồ võ đi múa với mấy anh chị chứ. Dũng mừng muốn chết. Không biết Sumi nhà mình được giải máy nhỉ. Tiếp theo là tiết mục múa võ Taekwondo của chị hai Su Tin. Nhưng mà video hơi dài, hẹn cả nhà mình phần 2 nha.